Vâng, quý vị vẫn đang theo dõi băng tần Việt Mỹ và sau đây là phần mở đầu điểm tin Hoa Kỳ. Tin liên quan đến Nam California có 38 nhóm cực đoan kỳ thị chủng tộc. Nam California, một trong những nơi có nhiều sắc dân thiểu số nhất Hoa Kỳ, hiện có 38 nhóm cực đoan kỳ thị chủng tộc, theo nhật báo The Orange County trích lời tổ chức Southern Poverty Law Center cho biết hôm thứ Tư. Theo tổ chức này, số nhóm thù ghét tại Hoa Kỳ tăng 4% năm ngoái, một sự gia tăng do các luận điệu chính trị mang tính kỳ thị chủng tộc và phản ứng các tổ chức của người Hoa Kỳ gốc châu Phi và các nhóm thiểu số khác đối với các luận điệu này gây ra. Báo cáo về thù ghét và cực đoan hàng năm do tổ chức bất vụ lợi có văn phòng ở Alabama đưa ra cho thấy, khắp Hoa Kỳ có 954 nhóm cực đoan, trong đó có California có 75 nhóm. Các nhóm này nung nấu kỳ thị chủng tộc, sự mù quáng và các hình thành phát biểu mang tính ác độc đối với tất cả mọi người, từ người Hồi giáo, người Do Thái, phụ nữ, người đồng tính và di dân, vẫn theo bản báo cáo. Bà Barrett cho rằng chính quyền Donald Trump nói chung và các tuyên bố của Tổng thống nói riêng là nguyên nhân của sự gia tăng các nhóm thượng tôn người da trắng. Mặc dù Southern Poverty Law Center và các tổ chức khác vẫn thường nói về ông Donald Trump như vậy kể từ khi ông tranh cử Tổng thống hồi năm 2016, bà Barrett nói hôm thứ Tư rằng ông vẫn tiếp tục cho thấy ông ủng hộ lý tưởng của người thượng tôn chủng tộc da trắng. Chỉ mới vài ngày đầu năm 2018, ông Donald Trump gọi các quốc gia châu Phi là hố xí, thì rõ ràng là ông chưa thay đổi luận điệu của mình, bà Verich nói. Loại ngôn ngữ này là thứ âm nhạc của người thượng tôn chủng tộc da trắng. Nó làm họ cảm thấy ấm lòng, thưa quý vị. Tin liên quan đến NRA phản đối nâng tuổi người mua súng. Hiệp hội Súng trường Quốc gia được viết tắt là NRA hôm thứ Tư nói rằng họ phản đối bất cứ dự luật mới nào nâng tuổi đối với người mua súng, theo báo mạng The Hill cho biết như vậy. Chúng ta cần những đề nghị nghiêm túc để ngăn chặn các tội phạm, bạo động và những người bị bệnh tâm thần nguy hiểm có súng trong tay, bà Jennifer Baker, phát ngôn viên của NRA nói qua một bản tuyên bố. Thông qua một dự luật cấm một người 20 tuổi mua một khẩu shotgun để săn bắn hoặc một người mẹ trưởng thành mua súng trường hiệu quả nhất trên thị trường để tự vệ là trừng phạt những công dân tuân thủ luật lệ chỉ vì hành động xấu xa của những tội phạm, bà cho biết thêm. Bất cứ đạo luật nào đòi hỏi một người phải được 21 tuổi mới được mua súng là cấm cản người lớn tuổi từ 18 đến 20 mua vũ khí, bà Baker nói, và như vậy là tước mất quyền hiến định của tự vệ. Các tuyên bố của NRA được đưa ra trong lúc có các thảo luận nhằm gia tăng ngăn chặn bạo động liên quan đến súng sau khi hung thủ Nicolas Cruz bắn chết 17 người tại một trường học ở Parkland, Florida, ngay trong ngày Valentine's Day năm nay. Hung thủ Cruz, 19 tuổi, mua khẩu súng AR-15 một cách hợp pháp và dùng khẩu súng này để thực hiện vụ thảm sát. Thượng nghị sĩ Jeff Flake tweet ra hôm thứ Tư rằng ông đang phối hợp với thượng nghị sĩ Dianne Feinstein để gia tăng tuổi tối thiểu khi mua một khẩu súng trường. Ông Flake cho biết ông và bà Feinstein sẽ đưa ra dự luật nâng tuổi một người có thể mua súng trường từ 18 đến 21, giống như đối với người mua súng ngắn hiện nay, thưa quý vị. Tổng thống Donald Trump, giáo viên mang súng có thể tránh được thảm sát. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư nói rằng giáo viên mang súng có thể giúp ngăn chặn các vụ thảm sát như vụ nổ súng tại một trường trung học ở Florida tuần trước, một ý tưởng được Hiệp hội Súng trường Quốc gia ủng hộ bấy lâu nay, theo hãng thông tấn Reuters cho biết. Ông Donald Trump nói như vậy trong cuộc họp kéo dài một giờ đồng hồ với các học sinh sống sót trong vụ hung thủ Nicolas Cruz bắn chết 17 người ở trường trung học Marjory Stoneman Douglas High School hôm 14 tháng 2 và một phụ huynh có con bị chết trong vụ thảm sát này. Vì Tổng thống nói rất nhiều chuyện cho giáo viên và nhân viên bảo vệ mang súng có thể làm những tay súng dự định gây tội ác sợ hãi và tránh được cái chết cho học sinh.
Nếu chúng ta có một giáo viên thành thạo vũ khí, thì người đó có thể chấm dứt vụ tấn công rất nhanh chóng, ông Donald Trump nói như vậy. Hôm thứ Tư, hàng trăm học sinh bãi khóa tại Florida, Washington và DC, Chicago và Pittsburgh xuống đường đòi kiểm soát súng. Vì Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa ủng hộ mạnh mẽ quyền sử dụng súng và được NRA chính thức ủng hộ trong cuộc tranh cử năm 2016, cũng nói ông sẽ nhanh chóng siết chặt việc kiểm tra lý lịch của người mua súng và sẽ xem xét việc nâng tuổi một số trường hợp mua súng. Tại buổi họp, anh Samuel Zeff, học sinh trường trung học Marjory Stoneman Douglas High School, nói với Tổng thống Donald Trump trong nước mắt: "Tôi được 18 tuổi một ngày sau khi vụ thảm sát xảy ra. Tôi thức dậy qua tin tức biết người bạn thân nhất của mình qua đời. Tôi không hiểu tại sao tôi vẫn có thể đi mua một vũ khí của chiến tranh, một khẩu súng AR, anh Jeff nói. Làm thế nào mà mua loại súng này dễ vậy? Làm sao chúng ta có thể ngăn chặn thảm kịch này sau vụ Columbine, sau vụ Sandy Hook?" Tại buổi họp, chủ yếu Tổng thống Donald Trump lắng nghe và yêu cầu khách mời đưa ra giải pháp và đóng góp ý kiến. Ông không hoàn toàn ủng hộ bất cứ một giải pháp chính sách nào rõ ràng, nhưng hứa rằng sẽ có hành động và bày tỏ quan tâm đối với nhiều tiếp cận khác nhau, thưa quý vị. Hoa Kỳ tỷ lệ các nhóm thù hận tăng. Tỷ lệ các nhóm thù tiếp tục tăng trong năm 2017, năm đầu tiên Tổng thống Donald Trump cầm quyền, và đã tăng 20% kể từ năm 2014, theo báo cáo của một tổ chức theo dõi nhân quyền Hoa Kỳ công bố vào ngày 21 tháng 2. Thống kê thường niên của Trung tâm Southern Poverty Law xác định có 954 nhóm thù hận trong năm 2017, tăng 4% so với năm ngoái. Số này tiếp theo tỷ lệ tăng 2,8% trong năm 2016 trước đó và tăng 20% so với năm 2014. Trong hơn 600 tổ chức xem người da trắng ưu việt, số các tổ chức Tân Quốc xã tăng từ 99 lên đến 121. Những tổ chức chống Hồi giáo tăng trong 3 năm liên tiếp, từ 101 lên đến 114 trong năm 2016, sau khi tăng gấp 3 lần một năm trước đó. Phúc Trình cho biết như vậy. Trong năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã phản ánh điều mà các tổ chức xem người da trắng ưu việt muốn thấy, một quốc gia mà phân biệt chủng tộc được giới chức cao cấp thừa nhận, di dân bị xua đuổi và người Hồi giáo bị cấm. Bà Heidi Burris, giám đốc dự án thông minh của Trung tâm Southern Poverty Law, nói trong một thông cáo. Tòa Bạch Ốc không trả lời yêu cầu bình luận về việc này. Tháng 8 năm ngoái, ông Donald Trump bị chỉ trích vì nói rằng cả hai phía đều chịu trách nhiệm về bạo động tại một cuộc biểu tình của những người xem da trắng là ưu việt ở Charlottesville, Virginia, nơi một người chống biểu tình cánh tả thiệt mạng. Ông cũng bị chỉ trích về một loạt các nhận xét chống di dân và chống Hồi giáo, trong đó có việc sử dụng một ngôn ngữ thô tục để mô tả Haiti và các nước châu Phi tại một phiên họp về di dân diễn ra tại Tòa Bạch Ốc trong tháng trước. Trong một phản ứng bất lợi đối với ông Donald Trump, con số những tổ chức người da đen theo chủ nghĩa dân tộc như Quốc gia Hồi giáo từ 193 vào năm 2016, tăng lên 233 trong năm ngoái. Phúc Trình công nhận là không nắm bắt được đầy đủ phạm vi của các nhóm thù hận tại Hoa Kỳ, thưa quý vị. Tin liên quan đến vaccine mới ngừa viêm gan B dành cho người lớn. Một ủy ban cố vấn liên bang vào ngày 21 tháng 2 khuyến cáo sử dụng một vaccine mới ngừa viêm gan B. Vaccine có tên là Hep Lisa-B được cấp phép sử dụng tại Hoa Kỳ vào tháng 11 năm ngoái và là vaccine mới đầu tiên ngừa viêm gan B trong 25 năm qua. Vaccine chủng ngừa viêm gan B cho trẻ em đã được sử dụng trong nhiều thập niên. Vaccine mới do công ty Dynavax Technology sản xuất được dùng cho người lớn và được chủng 2 lần trong vòng 1 tháng. Vaccine này được sử dụng để tăng cường hệ miễn nhiễm của cơ thể. Virus viêm gan B có thể làm tổn hại gan và lây lan do tiếp xúc với máu hay dịch của cơ thể. Các trường hợp lây nhiễm viêm gan B đang tăng cao có liên quan đến việc sử dụng ma túy và thuốc giảm đau opioid.
Trong khi đó, các nhà nghiên cứu phát hiện là các loại vaccine cũ không hiệu quả đối với những người mắc bệnh tiểu đường và người lớn tuổi. Ủy ban cố vấn về miễn nhiễm ủng hộ vaccine này trong một cuộc họp tại Atlanta. Chính phủ thường chấp nhận những khuyến cáo của ủy ban, thưa quý vị. Trump Jr., tập đoàn Trump bất lợi ở Ấn Độ vì những hạn chế do chính Tổng thống Donald Trump đặt ra. Con trai của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mô tả Ấn Độ là một thị trường quan trọng đối với tập đoàn Trump, nhưng nói rằng công ty toàn cầu của gia đình ông sẽ mất một số hợp đồng mới vì những hạn chế mà cá nhân Tổng thống Donald Trump đặt ra cho chính mình khi lên nhậm chức Tổng thống. Phát biểu của Donald Trump Jr. được đưa ra vào lúc bắt đầu chuyến đi chào mời khách hàng mua các dự địa ốc của ông tại khu vực sang trọng tại một thành phố Ấn Độ. Phát biểu này dường như nhằm mục đích chặn trước những chỉ trích cho rằng có thể có xung đột lợi ích trong việc quảng bá thương hiệu Trump. Trump Jr. nói công việc kinh doanh mới sẽ vấp ảnh hưởng tiêu cực ở Ấn Độ. Cách đây vài năm, tôi nói Ấn Độ sẽ là thị trường lớn nhất của chúng tôi bởi vì tôi thực sự tin vào thị trường này. Tôi nghĩ rằng thị trường này sẽ tiếp tục hứa hẹn như vậy khi nào tôi có thể trở lại thị trường này và tập trung vào việc kinh doanh, những giao dịch mới trong tương lai, một khi cha tôi rời nhiệm sở. Trump Jr. nói với kênh truyền hình CNBC TV 18 vào chiều tối thứ Ba ngày 20 tháng 2. Ngay trước khi nhậm chức hồi năm hai ngoái, ông Donald Trump nói ông sẽ bàn giao việc điều khiển đế chế kinh doanh của ông, gồm những căn hộ sang trọng và nhiều khách sạn trên khắp thế giới cho hai con trai, Jonah và Eric, và chuyển tài sản của ông vào một quỹ ủy thác để đảm bảo ông sẽ không có hành động có chủ ý nhằm sinh lời cá nhân trong cương vị tổng thống. Nhiều cơ quan giám sát đạo đức của chính phủ và tư nhân nói ông nên đi xa hơn nữa và phát mại các tài sản có thể gây xung đột lợi ích. Trong khi đó, các đối tác của ông ở Ấn Độ đang tích cực quảng bá thương hiệu Trump. Trong những ngày dẫn tới chuyến thăm Ấn Độ của Trump Jr., một trong những đối tác phát triển của tập đoàn ở Gurgaon gần thủ đô New Delhi đã tung ra một chiến dịch quảng cáo trên mạng nhất các tờ báo có lượng lưu hành rộng rãi nhất Ấn Độ để thu hút người mua. Trump Jr. tới thành phố Pune vào ngày thứ Tư để gặp các đối tác phát triển. Sau đó, ông sẽ lưu lại ở Mumbai trong hai ngày thứ Năm để tham dự một buổi chiêu đãi Sampan cho người mua căn hộ Trump được xây dựng với sự cộng tác của Loha Developers. Con trai ông Trump cũng sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ vào cuối tuần này về quan hệ Ấn Độ-Thái Bình Dương. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có mặt tại sự kiện này. Trump Jr. nói với đài CNBC TV 18 rằng quan hệ kinh tế của Hoa Kỳ và Ấn Độ rất quan trọng. Khi nói về mối quan hệ kinh doanh tự nhiên này vượt ra ngoài mối quan hệ chính trị của hai nền dân chủ lớn nhất thế giới, tôi nghĩ rằng đó là một quan hệ quan trọng để duy trì, đặc biệt khi ta nhìn vào những gì đang diễn ra trên thế giới ngày nay ở nhiều thị trường khác và trong nhiều cường quốc đang lên. Đánh giá của tình báo Hoa Kỳ hồi năm ngoái kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 của Hoa Kỳ với mục tiêu tối hậu, bao gồm việc giúp Tổng thống Donald Trump đắc cử. Trong cuốn sách mới phát hành, cựu chiến lược gia của Tòa Bạch Ốc Steve Bannon tỏ thái độ châm biếm và kinh ngạc về một cuộc gặp gỡ giữa Trump Jr., các trợ lý vận động tranh cử hàng đầu của cha ông và một luật sư Nga hồi năm 2016. Ông Bannon mô tả cuộc họp này là sự phản bội. Nga phủ nhận can thiệp vào cuộc bầu cử và ông Donald Trump cũng gạt bỏ khả năng có bất kỳ sự thông đồng nào giữa chiến dịch tranh cử của ông với Moscow, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là điểm tin Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút quảng cáo thương mại với điểm tin Việt Nam.